Rồi, chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Thì đây sẽ là một cái vlog mình muốn review căn nhà của mình. Bởi vì mình cũng không biết tại sao, mình nghĩ đơn giản đây là một ngôi nhà mình vô mình ở thôi. Nhưng mà các bạn xem video của mình, các bạn cũng muốn là kêu mình thực hiện một cái clip review và giới thiệu những căn phòng ở trong ngôi nhà này. Rồi thôi vô nhà đi mày ơi. Rất là nhiều luôn rồi. Vô nhà đi. Vô cái gì mà giới thiệu nhà cho mọi người xem đi. Mày bớt xạo đi, mày ghé nhà tao chơi hoài à, mày tò mò không khí khô. Nó nói review cho các bạn xem mà. Rồi review phòng khách trước đi. Phòng khách. Đó, hôm bữa có cái video gọi là gì ta? Đại chiến thú bông và thú cưng. Thì đó, cái con này đây là mình dở chúng nè, con heo mình dở chúng nè, con chó mình dở chúng nè. Còn mấy con thú nhỏ bông kia là coi như tim dữ rồi. Rồi, đây là phòng khách nha các bạn. Còn đây là bộ ghế salon khách của mình, hoặc là bạn bè từ xa mình tới à, họ sẽ ngồi đây. Khá là thoải mái nha mọi người. Gỗ nguyên khói luôn hả mày? Nguyên khói, gỗ tự nhiên luôn á. Đây, vậy đây. Gỗ xịn nha chị. Coi thử rồi, thằng em của mình á, nó học có đàng hoàng không? Coi vô đi. À, phòng này của nó đúng không? Nó đang học gì vậy? Ê! Học đàn tới đâu rồi? À, thằng Phát học đàn. Lý Tiểu Phát. Tội. Cái căn phòng này ở đây mình xây là để cho mấy đứa em của mình hoặc là bạn bè mình ghé ở đây nha các bạn. Như ngày hôm nay là mình sẽ cho thằng Phát này nó luyện ngón. Cái kênh của em được bao nhiêu người đăng ký rồi? Dạ, có 28. 28.000 sắp 30.000 rồi. Kênh là Lý Tiểu Phát TV, các bạn cứ vào đăng ký ủng hộ kênh em đó. Rồi Phát kêu gọi các bạn ủng hộ đi. Liên ngón cái nữa. Rồi tiếp theo đi. Qua giờ em nữa học hành. Tiếng nữa trả bài, nửa tiếng lên trả bài nha. Có học đàng hoàng á, lực thì mới đậm lên. Rồi đi. Rồi đóng cửa lại cho nó học chứ ơi. Sao nó giỏi quá vậy ta? Qua nhà xe đi. Nhà xe. Đây là gara xe. Ồ, gara xe bự á. Mà sao có hai chiếc xe Honda với chiếc xe đạp vậy? Cái này bố xe hơi quyết định nha. Không có tiền mua xe hơi quay. Rồi, ra đây review cái nhà hàng buôn đúng không? Đúng. Đây là ký ra đây coi nè. À, ủa? Mới tắm xong. Mới tắm xong luôn. Ê Vinh, thả hàng buôn ra đi chứ nhốt nó ghét rồi nó khùng luôn sao mày? Mày lâu quay phim đi. Có tiếng nữa, tao thấy nó tao sợ lắm rồi đó. Chưa gì hết. Đây nè. Đó. Đây là ngôi nhà mới của Buôn Đệ nha mọi người. Ngôi nhà mới rộng hơn ngôi nhà cũ rất là nhiều. Nhưng mà tao... Mày có chắc chắn không hả? Dạ. Tao chưa thấy nó hiền lợi chút xíu nào nghe Vinh. Đó. Thôi đi. Tao... Biết gì đó được rồi. Là mọi người chứ mình nuôi con Buôn Đệ thương nó lắm các bạn. Mà kiểu như mình cũng bận việc quá nên là cũng ít có thời gian mà mình chơi đồ đó, nó ra mình buông ra cái nó hung. Chứ nếu mà mình cho nó tiếp xúc nhiều với lòng người mình thì nó sẽ trở nên thân thiện hơn đó. Bây giờ gặp người ta một cái là nó sủa ầm sùm vậy đó. Nó mà sống chuồng một cái nữa ha, không biết chuyện gì xảy ra luôn đó. Rồi thôi đi chỗ khác đi Vinh ơi, ở đây hơi tao sợ quá. Rồi nhà sao nè, vô nhà sao nè. Vô nhà sao luôn ha. Ừ. Rồi vô nhà sao. Khu này là khu bếp đúng không? Đúng rồi. Khu bếp nha. Đây. Đây, đi vô trong này đi. Cái này là nhà sao. Nhà sao của mình kiểu giống như nhà bếp phụ. Đó, nó đẹp cỡ ngang đây. Rồi. Nhà bếp phụ. Ủa như vậy, 3 cái đồng hồ. Thì có nhiều đem qua gắn vô hết. Có gì đâu. Rồi, lên nhà trên chứ ơi. Đổ này. Chỉ còn ham bộ bàn ghế đó đây nữa kìa. Đây là cái căn phòng đồ của mình nè bạn. Quần, phòng để đồ này kia cái nọ. Đồ thường thường quay phim thì... Tao vô với bạn, tao chưa vô đây mà nói chuyện á. Cầm mặc cái áo này vô cái cho nó lịch sự và sớm vừa quên. Mình cắt quá cái mình quên mặc cái áo vô các bạn. Rồi đây. Đây là cái áo mình mới mua của một em trai mình bán trên shop ngày hôm qua luôn. Shop của ông chồng nó nha mọi người. Shop ông chồng 21 chồng. Đẹp nhá. Được à. Mặc áo này vô sáng sủa. Rồi thôi. Thôi đi ra. Thôi đi ra chị ơi. Quay phim rồi. Thử yên tâm đi. Rồi còn qua anh đây nữa chị. Ở đây là có cái phòng rửa mặt. Ở đây là chỗ rửa mặt. Này kia nè bạn. Đó gia đình mình thường sinh hoạt ở đây. Có thể gọi đây là một cái nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh chung kiểu như khách khứa gì tới đám giỗ tiệc tùng gì đó thì cứ đây. Đây là nhà tắm nè. Đây vô quay cho các bạn thôi. Xem sơ lược thôi. Ê, được, chỗ này nha. Cái này
Rồi thôi đi ra luôn, đi ra luôn, đi ra luôn. Rồi đi ra đây đi. Ẩm quá hơn kính luôn. Thường là mình rửa mặt này kia, mình sinh hoạt này nọ đánh răng ở đây nè. Rồi bây giờ đi lên. Tiếp theo là ở đây còn cái phòng bếp chưa review nè. Phòng bếp. Bếp nói chung là chưa để đồ gì vô cho các bạn. Cũng đơn giản thôi, như bao nhiêu cái bếp khác. Tập trung cho phía sau hết rồi. Cũng có bếp trên, bếp dưới. Còn cái khu này thì kiểu giống như là hôm trước là mình tính làm cái khu tiểu cảnh, nhưng mà gốc cột thì chưa làm, để đó từ từ làm. Có sao chơi đúng không? Có sao mình mua đồ chơi này kia nọ, mình nhà banh. Rồi mình cho con gái, con cái mình ở đây nè chơi. Rồi Chí bật cái công tắc đèn đó lên cho sáng luôn nè. À, cái bên đó. Đó. Wow. Sáng có một cái khu rộng rãi cho con nít nó vui chơi. Không giờ lên lầu đi. Lên lầu. Chí lên lầu luôn chứ ơi. Cái nhà nó rất là nhiều đồ gỗ nha. Gỗ tự nhiên nhiều. Đúng chỗ chỗ nào cũng gỗ chân mang gỗ. Xong giờ là mình kêu hai thằng trẻ trâu nó học tiếng Anh. Rồi vô mình coi cây nó có học tiếng Anh không. Hai thằng này là nó lì nó hay. Lúc mà có mình đó nó học á. Mình đi cái là nó coi phim, nó coi cái này coi. Ở trong phòng mày hay gì? À, quên. Ê! Rồi dạ? Dạ? Thấy không? Tao biết mà. Rồi đó. Học tiếng Anh giỏi ghê luôn. Trời ơi, thằng quay phim đi dữ nữa. Học tiếng Anh kiếm ma. Tiếng Anh của nó đây nè các bạn ơi. Rồi, đại học được tiếng Anh gì rồi nói nghe ơi. Rồi học... Đây nè, cái chỗ mà nó học tiếng Anh nè. Đó, nó nằm dài trên đây đó. Thấy chưa? Rồi, này kiếm ma. Ủa kiếm ma tập mấy đây Vinh? Tập 1. Cho tao ngồi coi chút được không? Thôi mày quên đi, rồi vậy đi. Để tao là nhà vệ sinh, đây là căn phòng của mình. Còn đây là nhà vệ sinh riêng của mình. Các bạn vô tham quan nha. Đây là cái gương lavabo ở đây. Đó. Rồi, vô trong đây. Đây. Cái này là đặc biệt nhất. 500. Nó xịt từ chân xuống, ở bên này tạt qua được luôn. Anh Chí muốn tắm không? Vô bồn này, vô đây tắm. Vô bồn Chí ơi. Chí ơi. Trôn hả? Trời ơi, vô ngồi thử coi được không? Vô quá đỉnh luôn. Rồi, ổn rồi đó. Rồi, quá luôn. Có nước, có nước, có nước. Thử nước thôi. Bậy quá, bậy quá. Rồi, đây. Rồi, để coi sơ lược cái phòng này coi. Đó, đỡ quá. Rồi giờ buồn đây là để tao giới thiệu cái tủ quần áo ở đây nữa nè. Có gì đâu giới thiệu. Rồi vậy qua phòng việc. Phòng làm việc. Còn đây là phòng làm việc của mình nè mọi người. Rồi mời bạn vô đây. Đơn giản lắm. Ví dụ như bạn bè mình khách khứa miền chiến tới đây nó làm việc á, nó sẽ ngồi trong này nè các bạn. Để những cái đồ cơ bản thôi. Thiết kế thì nó đường nét thẳng thẳng cho nó sang trọng. Các bạn làm màu mè quá là nó xấu quắc luôn đó nha. Ủa, ủa bạn sao cái bàn này nó không được vuông, nó gì kỳ vậy đó. Ừ, cái kiểu người ta vậy đó. Vậy nó mới đẹp. Là máy của ông Quang làm việc nè. Máy của camera làm việc. Còn đây là máy của mình. Để mình edit video cho bạn xem. Ở bên đây nhìn qua anh kia là thấy cái tổ chân mô hình của nó luôn nè. Mình làm việc mình sẽ ngồi ngay ở vị trí mà của các bạn đang nhìn á. Thì mình đam mê mô hình lúc còn nhỏ rồi. Lớn lên khát khao tạo những con mô hình như thế này là mình trưng gì đó. Mình ngồi bên đây mình làm việc chán buồn gì đó. Mình nhìn phía bên đây xả stress. Rất là mê mô hình luôn. Mà mô hình của mình thích mô hình gỗ. Chứ mình không có đam mê cái dạng mô hình như thế này nha các bạn. Đó. Mô hình này thì để cho nít chơi. Đó. Đây. Ừ. Cái nhiều bạn hỏi sao anh không mua mấy mô hình này nè. Anh mua mô hình gỗ không chị? Gỗ quá bạn. Mua giá trị mà nó đẹp. Mua giá trị, có chán bán lại tiền nhiều hơn. Đây ra đây. Rồi ra chứ ơi, để các bạn coi cái con mô hình này coi. Naruki và Sasuke. Đây, Susano. Đây. Quá bản. Đó, gắn quá đẹp. Và Seigan lên này, cũng là Seigan lên. Gắn vào tay lúc nào được rồi, gắn chị. Rồi, quá đẹp. Vào bờ bên đây. Review mấy con mô hình đó cho các bạn xem luôn nha. Rồi Chí nó còn ghiền mô hình kìa ra Chí ơi. Dạ. Mốt cái mô hình quá Vinh. Đây Naruto đang cưỡi con ếch này, nó nhẫn thuật triệu hồi. Cái Rasengan là có thể xây được luôn nè. Rồi. Trời ơi luôn. Gắn lại đi, gắn lại đi. Còn đây là cái ai mà xem Naruto là sẽ biết đây là cảnh mà Itachi truyền cái
dạng qua đồng tả linh nhãn của mình qua Sasuke rồi sau đó chết nè bạn. Rồi. Con còn con này là con Zoro chưa ngắn cái kiếm nữa. Này Luffy. Còn đây là Vegito, Goku kết hợp lại bởi nhẫn Potara sẽ thành là Vegito. Còn đây là Vegas the Ace. Em rất là mê cái anh này luôn, nghe trong phim One Piece. Rồi tới con này là con gì? Anh Chí nó mê cái gì nè? Thấy gái thì đừng có đụng vô. Thấy gái thấy gái là nó vậy, nó sờ đủ thứ hết á. Đây là Nami. Nami nha các bạn. Nami. Còn đây con có cánh này là Nico con gì? Robin. Nico Robin ở trong phim One Piece. Rồi gãy nó sẽ tóc con này. Trời ơi gãy không sao, nó đẹp mà gãy. Trời ơi, gãy anh sợi nằm đây nữa nè. Trời ơi, tôi bóng dáng lên lại thì ơi. Mấy đồ bỏ nó vậy đó bạn. Mấy đó chi tiết nhỏ xíu à. Rồi, ok. Ở phía bên đây là mình rất là mê bức tranh này luôn nha. Bức tranh game cái đèn lên cái ơi. Là game đèn nha. Đó. Đây là bộ ba anh em Luffy, Sabo và Vegas the Ace. Đó, bộ ba anh em nè, Luffy, Sabo, Vegas the Ace. Rất là mê bức này luôn bạn. Bức đó mình đợi 3 tháng trời luôn á. Đấy cái bản original luôn. Chưa xong bên đây còn cái nhà vệ sinh nữa, đi đâu vậy? Có nhà vệ sinh cũng lộn xộn. Rồi rồi vậy mở cửa này đây ra đi. Đây là phòng khách nè. Đây là phòng khách của mình. Đó. Wow. Đây là tủ lạnh. Còn mấy lạnh vô. Phòng khách kiểu như bạn bè các ba của mình có tới thì mình sẽ ngồi đây trò chuyện. Kia nọ. Nếu mà nhiều người thì ở đây mình sẽ có thêm một cái ghế đồn nữa. Có ghế đồn hết. Ừ. Không bao giờ gọi là thiếu đâu. Có chuẩn bị sẵn đầy đủ hết. Em chí em không? Nãy đây là chân một thú bông thôi. Mấy cái hộp khác á, mình để trống. Kể như có nhiều bạn vào hỏi sao tôi thấy cái kệ ông để trống. Cái quan điểm của mình á, cái nhà mình mà có gì dư mình không xài nữa các bạn, mình nên dọn dẹp đi. Chân nhiều đồ quá nó ngộp quá. Thấy nó bề bộn, thấy cái nhà mình nó mất thẩm mỹ lắm. Thấy không sang đâu, nó thiệt á. Còn nằm ở đây đã tủ lạnh kiểu như bạn bè phục vụ cho khách khứa muốn uống gì mở tủ lạnh ra như một cái siêu thị có liền, không cần phải đi ra tiệm mua gì hết. Đây còn đây là ban công, một cái ban công cái này ra kiểu như nít chơi, còn không thì ban đêm mình ngồi ngoài này nè. Mình ca uống trò chuyện rồi trò chuyện. Không nhậu nha, không có nhậu nha, không cho nhậu. Ở đây nha. Chúng tôi không nhậu. Đúng. Ở trên đây thì sẽ có một cái máy trong suốt như vậy nè. Nói chung là lấy sáng, mưa thì nó không có bị rớt xuống đây. Các bạn yên tâm. Mình cũng tính trồng cây các bạn. Rồi đứng ở đây nè, nhìn cảnh này kia nọ, nhìn cũng rất là đẹp. Đấy, anh rất là quang sơ. Hướng bên đây là có cầu cao lãnh nè, nhưng mà cái bụi che lại mình không thấy được. Ở đây có căn phòng nữa nè. Rồi thôi cái phòng đó là nữa mình tính làm thu âm. Còn không thì mình mở cái phòng riêng. Còn nếu mà chán game nữa thì mở phòng karaoke ở trong này luôn. Nói chung mà dự trù đó mày mốt thế nào không có chuyện xài. Chị nó muốn làm gì nữa đó. Chị nó khoái karaoke đó, nó nghe karaoke rồi. Phải rồi. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Đây tao đóng cửa nha. Rồi đóng đi, tao đi qua phòng đây. À qua phòng đây. Cái chỗ này đây rất là linh thiêng. Mình dùng để ông bà của mình. Đây gọi chung là phòng thờ đó các bạn. Men khói trong bàn rất biết ơn, nếu mà không có họ không bây giờ có mình ngày hôm nay. Như cái mình chỗ này là đấy. Cái chỗ mình phải yên tĩnh đó các bạn ơi. Còn cái phòng này là dạng phòng khách bạn bè của mình, ví dụ như mày đó, mày ở nhà tao đó, mày vô phòng này nè, mày ngủ ban đêm nè. Ở trong này có một cái hay lắm, Chí mà muốn ngủ lại á thì có bố trí cho Chí một cái bàn trang điểm riêng. Có kính như đó. Ừ. Coi tắt đèn đi, sao cái đèn này nó cứ thỉnh thoảng cứ ngày tắt rồi nó cứ tự mở lên như đó. Tự nào, mở hả? Cái đó nó có 3 chế độ sáng đó. Mà nó sao nó cứ tự cháy hoài nè. Cái đó để nữa coi lại coi. Ừ. Rồi, khúc này đây nữa có cái tivi nha các bạn. Mình mở tivi chưa gắn, hết tiền rồi. Chí có ở thì tự mua tivi gắn vô. Ừ. Không gắn tivi trắng đen không nổi. Rồi vô, đi. Còn không gian nào nữa không? Đã thì. Còn ở trên sân thượng thì lên sân thượng cái sân mai. Rồi Chí lên mày. Sao đi cái nhà này thấy mỗi chân quá nhanh đi. Nó đi có chút xíu mà nãy giờ thấy nó mệt thở quá trời luôn rồi đó. Rồi trên đây là tầng cuối cùng rồi. Sân thượng rồi. Chỗ này quay phim rồi nè. Ăn mừng 8 triệu gì 7 triệu, 7 triệu subscribe. Ừ. Giờ 7.5 triệu subscribe rồi. Các đây bạn gắng ủng hộ để tụi mình lên 8 triệu nha. Rồi khúc nãy đây. Ban đêm á, ai nói trên sân thượng không có mũi mình cũng không biết các bạn ở đâu, chứ còn như mình á thì trên sân thượng vẫn mũi bình thường, nhưng mà cũng tùy mùa, có lúc thì mới lên chút xíu thôi mũi nó cắn bấy luôn, có lúc thì không có mũi nào hết, tùy mùa hay sao. Rồi ra đây để dòm xuống cái sân đẹp lắm các bạn ơi. Cái ghế mà kiểu như ban ngày mình làm mình bị quá stress đó các bạn, ban đêm mình ra đây mình ngồi nhìn ra ông trời.
chiêu cảm đúng không? Đúng rồi. Thôi, nhìn lên trời. Bật nhạc chiêu lên nhìn coi rồi suy nghĩ cuộc sống. Suy nghĩ cuộc sống coi cuộc rồi đứng dậy nhìn xuống sân cái coi. À, các bạn comment hay nói là mày khoe gì đó Vinh. Ê nói khoe còn đỡ đó. Các bạn cứ coi như tôi khoe đi. Rồi nói cái gì? Vụ nít quay phim. Nói cho bạn nghe. Ai chỗ bạn sống cũng đang có con nít nữa đó. Đâu giờ bạn thử bạn, bạn dụ thử, thử bạn đi lại bạn dụ. Rồi bạn quay clip lại bạn up lên là có người ta có coi không? Vô kênh của mình á, bạn nhắn vô Tony TV, bạn nhắn vô một phát là bạn sẽ đọc thấy gì? Lời dèm pha xuất phát từ những kẻ đứng dưới. Cái câu là câu đầu tiên. Thành ra bạn khỏi nói nữa. Giờ nói mình lừa, mình câu view này kia thì sao nói mình lừa nít. Ok luôn. Chịu luôn. Bây giờ nè, Trí nè với thằng Quang quay phim với mình. Đó. Nói là nói có sách mắt phải có chứng. Clip dẫn 10 triệu view, 7 triệu view, 8 triệu view nguyên một dãy luôn. Ủa sao không ai nói mình vụ một Chí với thằng Quang hết trơn vậy ta? Thôi ai muốn nói gì nói đi. Con nít 20 năm trước. Vậy cũng ngộ lắm. Mình làm việc vui vẻ là được rồi. Với lại các bạn đón nhận thì ok rồi. Tiết lộ cho các bạn biết một chút xíu thông tin về những cái dự án sắp tới của mình. Tụi mình đang thực hiện một cái bộ phim là cổ tích Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chiêu Lùng. Rất là đẳng cấp. Thì có lẽ cái series này sẽ được up ở trong những cái ngày Tết đó, đầu năm cho các bạn vừa nghỉ Tết, vừa đi thăm người coi, quen. Đúng rồi, tích rảnh rỗi vừa coi cho nó. Tụi mình cũng rất là cố gắng để tranh thủ ra trong cái dịp Tết cho các bạn xem đó. Các bạn đón xem cho mình đóng vai gì. Đó. Bây giờ thì tiết lộ chút xíu gì thôi, tiết lộ nhiều quá mất cái hay. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye. Tạm biệt các bạn.